dừng lại cái phần cồn Phước ha. Và chúng ta bữa nay chúng ta sẽ đi tiếp qua cái phần chúng ta học rồi. Chúng ta đi tiếp qua cái phần rượu thuốc. Thì chúng ta học chúng ta cũng so sánh với cồn thuốc như vậy. Đối với trường hợp mà rượu thuốc ấy, thì chúng ta biết đây là những cái dạng thuốc lỏng có mùi thơm và vị ngọt. Cô nhấn mạnh chỗ mùi thơm và vị ngọt. Điều đó có nghĩa là trong cái quá trình điều chế của mình ấy, mình sẽ có cái giai đoạn bổ sung những cái chất mà có mùi thơm, có vị, điều chỉnh cái vị để cho nó phù hợp. Và cái cách điều chế của nó cũng giống như là cách điều chế cồn thuốc. Nó cũng có cái phần chiết xuất dược liệu và chiết thẳng ra rượu thuốc luôn. Hoặc là không có chiết thẳng từ dược liệu mà là nó pha từ cái chế phẩm trung gian. Tức là lấy những cái chế phẩm trung gian đó pha với lại ethanol ở nồng độ phù hợp thì mình sẽ ra được cái rượu thuốc. Thì thường là cái hàm lượng ethanol đó, trong cái rượu thuốc của nó nhỏ hơn bằng 45%. Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn là chúng ta sẽ thấy khác nhau giữa cồn thuốc và rượu thuốc. Thì như là cái hàm lượng ethanol của rượu thuốc nó sẽ thấp hơn. Và cái rượu thuốc nó có cái phần là điều chỉnh về cái mùi và cái vị, thì các em biết là nó khác nhau như vậy. Thì trong quá trình của mình làm được những cái rượu thuốc như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng là dược liệu nè, dung môi và có những cái chất phụ, thì đó là những cái thành phần chính. Thì dược liệu thì chúng ta có thể là từ động vật hoặc thực vật thì tùy. Thì chúng ta sẽ có những cái dược liệu khác nhau, chúng ta sẽ có những cái rượu thuốc khác nhau. Thì trong cuộc sống chúng ta cũng thấy là đây là rất là bình thường, chúng ta thấy rất là nhiều ha. Rồi dung môi ấy, để mà làm cái rượu thuốc này ấy, thì là dung môi là rượu từ gạo hoặc là ethanol dược dụng, mà trong cái ngành sản xuất lớn của mình toàn đa phần là sử dụng ethanol dược dụng. Và chúng ta lưu ý là rượu có tác dụng dược lý, như vậy chúng ta sử dụng thì chúng ta nhớ là tính luôn cái phần tác dụng dược lý của rượu. Còn về các chất phụ thì chúng ta đã biết rồi, nó có cái phần điều chỉnh mùi và vị ấy, thì chúng ta sẽ có cái phần mà điều hương, thường là chúng ta sử dụng những cái tinh dầu, và điều vị thì thường là tạo cái vị ngọt, còn cái saccharose tạo màu thì chúng ta có thể lấy cái màu dược liệu hoặc là chúng ta tính toán cái màu nào cho nó phù hợp với cái sản phẩm của mình ha. Rồi về cái phương pháp điều chế thì mình sẽ dược liệu như là một chiết xuất dược liệu, thì cái này chúng ta đã học ở trong những bài trước rồi. Chúng ta sẽ chọn những cái phương pháp phù hợp, ví dụ như là ngâm lạnh nè, ngâm phân đoạn nè, ngâm kiệt vân vân, và đặc biệt là đối với dược liệu quý chúng ta lấy kiệt cái hoạt chất rồi, cho nên thường là dùng cái phương pháp ngâm kiệt. Và đối với trường hợp mà chúng ta có cái thang thuốc á, nếu mà chúng ta phân tích các thành phần, nếu mà có những cái thành phần ở trong rượu thuốc nó tan ở trong cái điều kiện khác nhau cần phải chiết riêng á, thì chúng ta phân tích và chúng ta nên cho nó chiết riêng ha, và chúng ta gộp các dịch chiết lại để chúng ta có được cái rượu thuốc mà chúng ta lấy được tối đa hoạt chất ha. Như vậy thì chúng ta phải phân tích cái thành phần của thang thuốc như thế nào ha. Có những cái dược liệu mỏng manh không cần phải chiết lâu như vậy ha, thì chúng ta có thể tách riêng ra, chúng ta chiết riêng ra ha. Hoặc là những cái mà chúng ta có những cái lưu ý về cái cách chiết đặc biệt hơn ha, thì chúng ta sẽ chiết riêng và chúng ta gộp dịch chiết lại để chúng ta kết thúc cái giai đoạn là chiết xuất dược liệu, chúng ta có một cái dịch chiết là gộp tất cả các dịch chiết của những cái dược liệu riêng và với nhau. Và chuyển qua giai đoạn thứ hai là khi chúng ta đã có cái dịch chiết rồi thì chúng ta sẽ phải pha rượu. Thì như chúng ta đã biết rồi đó, là chúng ta sẽ bổ sung chất điều vị nè, nước để chúng ta ra thành phẩm. Thì phần này lúc nào chúng ta cũng sẽ hạ cái độ cồn ha, hạ cái nồng độ ethanol xuống bằng cách là chúng ta pha loãng với nước để chúng ta ra thành phẩm. Và thường thì khi chúng ta chiết xuất thì chúng ta dùng cái độ cồn là 40-50 ha, nhưng mà cái độ rượu thành phẩm mà thường là 20-30 để phù hợp với cái điều kiện sử dụng đó. Thì thường là sẽ có cái giai đoạn là chúng ta sẽ pha loãng với nước. Như vậy khi mà pha loãng với nước như vậy thì nó có khả năng là gây tủa trong một số trường hợp, thì chúng ta phải lưu ý như vậy, và chúng ta có thể là lọc để chúng ta lấy cái dịch trong để chúng ta ra cái sản phẩm rượu chúng ta. Và nhớ rằng đó, giống như cái bài siro chị ho của mình đó, khi mà chúng ta có nhiều thành phần đó, thì chúng ta nhớ rằng những cái dịch chiết mà có thành phần giống nhau hoặc là có độ cồn gần giống nhau chúng ta sẽ phối hợp chung với nhau để chúng ta kiểm soát được cái quá trình chúng ta pha loãng với nước cho nó dễ ha. Rồi về mặt kiểm soát và bảo quản rượu thuốc đó, thì chúng ta sẽ có cái phần kiểm soát về màu sắc, về mùi vị
độ trong và độ đồng nhất thì những cái này mình nhìn á thì mình sẽ thấy nó rất là đơn giản ha, đương nhiên là có màu, có mùi, có độ trong. Rồi tuy nhiên nếu mà chúng ta không có quan tâm cái này nè, cái lô này chúng ta sẽ có mùi nó hơi đậm một chút, hơi đậm cho nhận một chút thì sẽ tạo nên cái sự nhân dụng. Vậy cho nên là thường là mình hay quan tâm là cái hàm lượng hoạt chất trong đó có như thế nào, cái hiệu quả thế nào, nhưng mà đôi khi cái màu sắc, cái mùi vị đó mình ít quan tâm đó, thì nó là ảnh hưởng đến cái sự tin cậy của người dùng đối với sản phẩm của mình. Nên cái này cô lưu ý là mình cũng phải lưu ý ngay từ đầu, để ý để chúng ta ra những cái sản phẩm đồng nhất, đồng đều về cái cảm quan. Cái hàm lượng ethanol đạt cầu theo quy định trong chuyên luận riêng thì chúng ta đã biết trong cái phần cồn thuốc rồi, đã ghi trên nhãn ethanol bao nhiêu thì chúng ta được phép là từ đó là 90 đến 110% cái lượng ghi trên nhãn chúng ta biết rồi. Tỷ trọng, đo tỷ trọng, độ lắng cặn, định tính và định lượng các chỉ tiêu khác đạt yêu cầu theo quy định trong chuyên luận riêng, cũng giống như các chế phẩm trung gian khác đó, chúng ta cũng biết rằng đó là nó sẽ đạt những cái yêu cầu trong cái yêu cầu chung của cái sản phẩm đó. Và thêm nữa đó là những cái yêu cầu trong cái chuyên luận riêng và đặc biệt là cái phần định tính, định lượng. Rồi bảo quản thì chúng ta phải trong bao bì kính, tránh ánh sáng, nơi khô mát, thì cái này là bảo quản chung rồi. Như vậy thì nhìn lại chúng ta sẽ thấy rằng là bạn nào có câu hỏi ha, có câu hỏi thì em cứ bật mic trao đổi nhé. Chúng ta có cái cồn thuốc và rượu thuốc, nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy nó khác nhau ở chỗ là cái độ cồn. Thì đối với trường hợp là cồn thuốc thì chúng ta có hàm lượng ethanol nó cao hơn ha, và rượu thuốc đó thì hàm lượng ethanol nó sẽ thấp hơn, nó phân biệt như vậy. Và trong rượu thuốc thì có thêm cái chất điều vị, điều hương cho tạo màu, thì chúng ta có cái giai đoạn mà chúng ta pha rượu nữa. Tiếp theo đó là cái thuốc và chế phẩm mới. Thực ra thuốc và chế phẩm mới cũng như là chúng ta có những cái chế phẩm trung gian như vậy thôi, nhưng mà nó chỉ khác cái chỗ rằng là nó có một cái sự chuyên biệt hơn. Ví dụ như là chúng ta sẽ loại tạp nhiều hơn, loại tạp kỹ hơn ha, để cho cái chế phẩm của mình, tức là mình đi ra được cái chế phẩm trung gian rồi mình sẽ ra cái sản phẩm cuối cùng á, thì nó sẽ ổn định hơn ha, nó ít bị hư bởi những cái sự hiện diện của các tạp chất ha, và các hàm lượng của hoạt chất được kiểm soát rất là tốt. Thì đây là một số chế phẩm mà nó sử dụng những cái cao chiết từ dược liệu đã được loại tạp rất là nhiều ha, và được kiểm soát về mặt hàm lượng hoạt chất. Ở đây nhãn nó cũng có ghi đây, nên thì cái phần này là chứa tinh chất nhân sâm tiêu chuẩn hóa, thì như vậy người ta tập trung vào cái nhân sâm tiêu chuẩn hóa như vậy. Và ở đây là chiết xuất Syngco biloba được chuẩn hóa là 40 mg. Như vậy thì chúng ta thấy là nó đánh mạnh vào cái chỗ chất lượng của cái chiết xuất này, thì chúng ta thấy là giảm cái lượng tạp chất tối đa và hàm lượng hoạt chất nó được kiểm soát rất chặt chẽ. Thì với như vậy, cái đặc điểm như vậy thì chúng ta có cái định nghĩa thuốc chế phẩm mới là dịch chiết dược liệu. Như vậy thì nó sẽ phải trải qua quá trình hòa tan chiết xuất là chắc chắn rồi. Đã được tinh chế thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong dịch chiết lúc nào cũng có hoạt chất, tạp chất, chất hỗ trợ. Và nếu mà trường hợp được tinh chế như vậy, người ta sẽ tập trung vô là cái việc mà làm loại tối đa cái tạp chất, đẩy mạnh cái thành phần của hoạt chất và chất hỗ trợ ở trong cái phần dịch chiết ha, và chúng ta kiểm soát được chất lượng tốt. Như vậy với cái cách làm như vậy thì chúng ta biết cách là cái tác dụng nó dự kiến là nó sẽ ổn định hơn là trường hợp mà chúng ta không có tinh chế ha, bảo quản lâu hơn, và trong một số trường hợp có thể là dùng đường tiêm luôn. Như vậy thì chúng ta cũng đã biết là học bài thuốc tiêm rồi, muốn tiêm những cái dịch này nó phải có cái quy định rất là nghiêm ngặt. Và ở trong những cái dạng thuốc chế phẩm mới này chúng ta kiểm soát được chất lượng rất là tốt rồi, chúng ta mới có thể tiêm được. Và nếu mà chúng ta xác định là tiêm như vậy chúng ta phải làm rất là kỹ. Về kỹ thuật điều chế thuốc và chế phẩm mới á, thì cũng giống như những cái dạng khác thôi, cũng không có khác gì, chỉ có lưu ý rằng từ cái nguyên liệu ban đầu là mình phải xử lý rất là kỹ để đạt yêu cầu. Cái thứ hai á, là chúng ta phải kiểm nghiệm cái hàm lượng hoạt chất. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần đầu ra của mình á, là mình kiểm rất kỹ về cái hàm lượng hoạt chất. Như vậy đầu vào với nguyên liệu dược liệu của mình là mình phải kiểm ngay từ đầu vào.
chứ làm hết cả lô mẻ rồi mình ra cái phần sản phẩm của mình là không đạt hàm lượng hoạt chất, là bởi lý do nguyên liệu ban đầu không đạt, như vậy rất là mất thời gian ha. Và chúng ta kiểm ngay từ đầu về cái hàm lượng hoạt chất. Cái dung môi mình chọn á, phải là dung môi có tính hòa tan chọn lọc cao, có thể là chiết được bằng nhiều dung môi. Tuy nhiên là nếu mà trường hợp chúng ta muốn làm những cái thuốc chế phẩm mới này nó chọn lọc hơn, thì chúng ta phải tính toán đến việc sử dụng dung môi cho nên nó kỹ, để chúng ta có tính hòa tan chọn lọc hơn. Và thường thì dùng các phương pháp như ngâm và ngấm kỳ để chúng ta hạn chế cái sự tiếp xúc với nhiệt ha. Và các phương pháp dùng để loại tạp thì chúng ta cần phải biết rõ về các thành phần dịch chiết của mình mới có cái sự tập trung vào loại cái hướng là cái nhóm tạp nào để chúng ta chọn phương pháp cho phù hợp. Rồi cô đặc hay các loại dung môi thì chúng ta cũng biết rồi, dùng ở nhiệt độ thấp, áp suất giảm để tránh phân hủy. Và cuối cùng là chúng ta có cái phần tiêu chuẩn hóa đóng gói sản phẩm, và cái này cũng rất là quan trọng ha. Đây là một cái đặc điểm của thuốc chế phẩm mới đã được tiêu chuẩn hóa, cái hàm lượng hoạt chất được xác định rất là rõ ràng. Thì đó là cái phần thuốc về chế phẩm mới ha. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần của bài ngày hôm nay là những một số kỹ thuật ha. Rồi. Chúng ta sẽ học liên tục luôn, là chúng ta học đến 2 giờ chúng ta nghỉ ha. Thì một số kỹ thuật liên quan đến bào chế bằng các dạng thuốc và các phương pháp hòa tan chiết xuất, ép lắng gạn lọc ly tâm làm khô, thì cái này chúng ta đã được nghe nhắc đến từ cái lúc đầu tiên học cái bài các chúng ta đã nghe ngày hôm nay, để mình phân tích là trong trường hợp nào nên dùng cái gì ha, cách làm như thế nào, và trong trường hợp nào nên cách nào, thì mình sẽ có để mình chọn lọc cho những cái phần dịch chiết của mình ha, mình làm như thế nào. Thì đầu tiên á, là cái kỹ thuật ép. Thì khi mình ép lên, khi mình áp dụng khi nào, là khi mà chúng ta là kết thúc quá trình hòa tan ngấm kiệt rồi á ha, thì chúng ta biết rằng vẫn còn một phần các dịch chiết nó nằm ở trong cái dược liệu. Và chúng ta khi mà thực tập trong cái bài Cồn Macrolide á, thì chúng ta đã không có áp dụng cái kỹ thuật ép. Đúng ra là chúng ta đạt đến 240 là chúng ta sẽ ép ra, thì chúng ta lấy được bao nhiêu dịch chiết đó là chúng ta gộp chung với cái dịch chúng ta đã rút ra đó, và sau đó chúng ta mới bổ sung cho đủ thể tích. Tuy nhiên là mình đã không có thực hiện cái kỹ thuật này, chúng ta không có cái đồ để chúng ta ép ha. Và thường á, thì là quy mô nhỏ là dùng vải hoặc là gạt ha, quy mô lớn là dùng dụng cụ ép, máy ép. Thì ở đây có một cái máy ép bã thuốc, tức là người ta sẽ lấy cái bã khi mà chiết xong bỏ vào đây, thì chúng ta sẽ xoay và chúng ta ép đẩy xuống như vậy, thì chúng ta thấy cái dịch ép nó sẽ chảy qua những cái lỗ này, và chúng ta thu được cái đây là cái dịch ép và chúng ta lấy chúng ta sử dụng. Rồi. Rồi bây giờ đó là cái kỹ thuật lắng. Lắng là loại những cái tiểu phân lơ lửng, những cái tiểu phân lơ lửng ví dụ như là dược liệu là tạp chất nó tụ lại trong trong dịch chiết. Thì chúng ta biết rằng khi mà lắng thì chúng ta có cái thời gian để mà lắng thường là tỷ lệ nghịch với kích thước của ha. Thì nếu như vậy thì kích thước hạt nó càng nhỏ thì nó càng lơ lửng trong dịch chiết của mình, cho nên là chúng ta thấy là hạt càng nhỏ chúng ta thời gian lắng càng lâu, và cái hiệu số tỷ trọng của tiểu phân trắng và dịch chiết ha, chúng ta thấy là nó chênh nhau ít thì nó lâu lắng. Thì như vậy, nếu nói như vậy thì chúng ta biết rằng rồi, nếu như kích thước cái tủa nó càng nhỏ thì chúng ta cần thời gian lắng lâu, nhưng mà trong một số trường hợp á là coi như nó để nó lâu lắng quá, dịch chiết của mình nó có thể là dịch chiết nước ví dụ như vậy, để khoảng 2 ngày nó đã hư rồi, chờ nó lắng hết thì dịch chiết mình cũng hư rồi. Vậy cho nên là chúng ta áp dụng cái phương pháp lắng này khi mà chúng ta có những cái tiểu phân lơ lửng như vậy mà nó rất là nó dễ lắng xuống thì mới được ha. Và có một cái nữa là thời gian để lắng tỷ lệ thuận với độ nhớt của dịch chiết mình mà nhớt quá thì coi chừng mình để lắng nó không có hiệu quả, chắc mình phải chọn phương pháp nào khác đó để chúng ta tách những cái tiểu phân lơ lửng này đi ha. Thì chúng ta biết là cái lưu ý đối với kỹ thuật lắng là như vậy. Tiếp theo là kỹ thuật gạn. Thì thường là áp dụng khi mà nó lắng rồi thì chúng ta gạn lấy cái phần trong vậy thôi. Còn đối với trường hợp về kỹ thuật lọc thì áp dụng khi tiểu phân ở trạng thái lơ lửng và quá trình lắng kéo dài quá thì mình cũng không có chờ được. Thì có thể là mình áp dụng cái kỹ thuật lọc, thì chúng ta có những cái vật liệu lọc khác nhau mà chúng ta phải cân nhắc là nên lọc bằng cái vật liệu nào, có cần thiết là dùng những cái vật liệu quá khó khăn không, quá quá yêu cầu cao quá không,
có thể là lọc qua vải gạc, bông thấm nước thì chúng ta cũng biết rồi, giấy lọc rồi, thiết bị lọc ép vân vân. Thì những cái này chúng ta phải cân nhắc mình để mình quyết định khi mình nhìn một cái dịch chiết đó, thì mình nghĩ là có bao nhiêu phương pháp để chúng ta lọc và cho chúng ta loại cái tiểu phân lơ lửng, và nên dùng phương pháp nào vừa nhanh vừa hiệu quả ha, là chúng ta tính toán kỹ. Còn đối với trường hợp ly tâm này, cái nhìn cái dịch này mà chúng ta mà nó đục đục như vậy, chúng ta để chờ lắng hoài cũng không được, và lọc cũng không xong, bởi vì nghẹt lọc. Nhớ là cái bài nước thơm bạc hà đó, chúng ta tạo cái nước thơm mà chúng ta sẽ là dùng cái bột tam, chúng ta phân tán tinh dầu để tan trong nước nhanh hơn đó. Sau đó chúng ta lắc rất là nhiều để cho phản hấp phụ cái tinh dầu bạc hà nó được tan trong nước. Tuy nhiên là để khi mà chúng ta chuyển qua giai đoạn lọc đó, chúng ta phải để lắng nha, để lắng những cái tiểu phân bột tan lắng xuống đáy, và chúng ta lấy nhiều cái kỹ thuật cạn, lấy cái phần trên để chúng ta. Nếu mà chúng ta mà chúng ta không có để lắng thì chúng ta sẽ bị nghẹt cái lọc. Thì đó là cái thực nghiệm mà chúng ta đã làm. Còn trường hợp mà để lắng mà lọc cũng không được á, thì chúng ta sẽ phải áp dụng cái kỹ thuật ly tâm. Thì áp dụng khi mà tiểu phân có kích thước rất là nhỏ, và chúng ta sẽ thấy là đối với cái dạng dịch mà nó có những tiểu phân lờ đờ như vậy là rất là khó để chúng ta lọc, nghẹt lọc liền ha. Chúng ta có thể dùng cái kỹ thuật ly tâm. Và như vậy thì chúng ta nhìn lại cái kỹ thuật này, ép là chúng ta thu chiết còn lại trong vải dược liệu. Kỹ thuật lắng gạn chúng ta áp dụng khi quá trình lắng tủa xảy ra nhanh, xảy ra chậm thì chúng ta không có nên dùng. Đối với cái trường hợp mà quá trình lắng kéo dài thì chúng ta dùng cái kỹ thuật lọc. Và khi mà tiểu phân có kích thước nhỏ quá rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng kỹ thuật ly tâm. Thì đó là những cái lưu ý khi chúng ta tính toán chọn lựa những cái kỹ thuật phù hợp để chúng ta tách những cái tiểu phân lơ lửng ở trong cái dịch chiết của mình ha. Rồi tiếp theo đó là cái kỹ thuật làm khô. Cái kỹ thuật làm khô thì chúng ta thấy là trong quá trình giảng thì cô có cái phần mà chúng làm bay tùy theo cái mục tiêu thuật làm khô cho phù hợp ha, và cái khả năng của cái phương pháp làm khô đó có thể làm khô đến đâu và nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của cái sản phẩm của mình thì mình phải lưu ý và mình phải biết hết để mình có sự chọn lựa cho phù hợp. Thì định nghĩa là làm khô là loại cái chất lỏng dễ bốc hơi, thường là nước ra khỏi vật liệu, thì thường của mình làm khô là chúng ta sẽ thấy là những cái chất lỏng dễ bốc hơi nó bay luôn, và thậm chí là có những cái phần ví dụ tinh dầu nó cũng có khả năng bốc luôn ha. Thì chúng ta phải xem kỹ có những cái trường hợp đó thì mình phải biết về cái bản chất của cái vật liệu mình cần làm khô là như thế nào để chúng ta chọn cái phương pháp cho phù hợp. Thì mục đích của quá trình làm khô của mình, ví dụ như chúng ta có thể là bảo quản dược phẩm tránh nhiễm khuẩn, vì chúng ta khi làm khô thì chúng ta hạ cái độ ẩm của nó thấp xuống. Như vậy với cái hàm lượng nước thấp như vậy thì vi sinh vật khó phát triển được, khó tồn tại phát triển được, vậy cho nên là nó sẽ giúp bảo quản cái dược phẩm tránh nhiễm khuẩn. Đối với những trường hợp mà nó hoạt chất nó bị thủy phân thì chúng ta có thể là làm khô để chúng ta hạn chế sự hiện diện của nước ở trong đó và hạn chế quá trình thủy phân, oxy hóa vân vân. Rồi cái nữa là khi mình làm khô thì kích thước của cái dược liệu của mình nó sẽ nhỏ lại, chúng ta làm khô bay bớt nước thì sẽ nhỏ lại, giúp cho ta trong cái quá trình mà chúng ta lưu kho nó dễ, cái khoảng không gian của mình nó được giảm bớt, cái khoảng không gian lưu kho nó được giảm bớt và chúng ta vận chuyển thì nó cũng nhẹ hơn nữa, đúng không? Và trong cái quá trình mà chúng ta điều chế ví dụ như là cao thuốc này ha, nãy cô nói rồi, cao lỏng, cao đặc, cao khô, thì chúng ta có cái giai đoạn làm khô như vậy. Hoặc là khi mà chúng ta làm những cái bán thành phẩm, ví dụ chúng ta làm cốm thì chúng ta sẽ có cái giai đoạn sấy khô, sát hạt, sấy khô vân vân, thì chúng ta có những cái yêu cầu của kỹ thuật làm khô để đạt đến cái mục tiêu của chúng ta. Thì đây là cái phương trình của cái liên quan đến cái tốc độ làm khô. Đây là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái tốc độ làm khô, thì chúng ta thấy rằng là
tốc độ làm khô sẽ phụ thuộc vào cái sự xáo trộn không khí, cái K ở đây, phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc, là phụ thuộc vào sự chênh lệch cái áp suất hơi nước. Thì để mà làm đẩy mạnh cái tốc độ làm khô này thì chúng ta sẽ làm tăng ba cái yếu tố này. Thì chúng ta có thể rằng là dùng quạt gió để làm tăng cái sự xáo trộn không khí ha, chia nhỏ dược liệu để chúng ta làm tăng cái diện tích tiếp xúc, và chúng ta trải cái lớp mỏng để tăng cái diện tích tiếp xúc tốt hơn, và tăng nhiệt độ để tăng cái chênh lệch cái áp suất này, và chúng ta khử cái hơi nước và môi trường xung quanh. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể áp dụng để làm tăng cái tốc độ làm khô. Thì khi mà chúng ta làm khô thì chúng ta nghĩ đến chuyện loại nước. Chúng ta có ba cái loại nước trong cái nguyên vật liệu của mình, đó là nước tự do, nước hấp thụ và nước cấu tạo hay nước kết tinh. Thì thường cái làm khô của mình chỉ loại được cái nước tự do, nước hấp thụ thôi, chúng ta không có tiến tới cái chuyện loại nước cấu tạo hay nước kết tinh. Và trình sấy khô thì không có loại được nước. Về cái kỹ thuật làm khô thì chúng ta có nước từ bên trong trắng đi ra đây, đến bề mặt của chất rắn, và di chuyển nước từ bề mặt chất rắn đi. Thì như vậy chúng ta sẽ có hai cái trường hợp, V1 lớn hơn V2 hoặc là V1 nhỏ hơn V2. Thế đến trường hợp mà cái V1 nó nhỏ hơn V2, như vậy tốc độ cái thoát cái ẩm ra khỏi cái bề mặt nó nhanh hơn. Thì như vậy thì chỗ này nó sẽ tạo nên là cái lớp màng khô cứng bên ngoài này. Thì chúng ta thấy là khi mà nó khô rồi rất là khó thoát ẩm từ bên trong đi ra ngoài. Như vậy thì đối với trường hợp đi sấy á, kỹ thuật làm khô của mình á, thì mình phải lưu ý là làm sao làm cho cái tốc độ V1 nó phải lớn hơn V2, tức là chúng ta sấy từ từ ha. Như vậy thì ở trong nó đẩy cái ẩm đi ra ngoài, và tiếp theo là từ bên ngoài nó thoát ra, cái bề mặt nó thoát ra bên ngoài. Đừng có để cái vật liệu của mình có cái màn khô cứng như vậy, thì chúng ta sẽ bị bắt giữ cái ẩm bên trong này, và kỹ thuật sấy khô của mình như vậy là không có thành công, bởi vì là mục tiêu của mình là loại ẩm bên trong cái nguyên liệu của mình. Về phương pháp làm khô thì các phương pháp làm khô thì ở đây chúng ta thấy là rất là quen thuộc cuộc sống mình, thì thường là sẽ áp dụng đối với sử dụng năng lượng mặt trời này, thường sẽ áp dụng đối với các dược liệu mà còn nguyên á. Còn bột thì chúng ta không có chia việc được thành bột, thì chúng ta không có kiểu này. Và chúng ta sẽ thấy rằng nó có những cái khay nó được lỗ như vậy để tăng cái sự thông khí, lưu thông khí. Hồi nãy chúng ta biết cái phương trình về cái tốc độ làm khô rồi, tăng cái sự xáo trộn không khí thì chúng ta sẽ được cho ẩm thoát ra khỏi nguyên vật liệu mình nó nhanh hơn. Rồi cái tiếp theo đây là cái hình ảnh thì chúng ta thấy có nhiều cái khay, và chúng ta sẽ trải cái vật liệu chúng ta cần sấy, và chúng ta trải mặt. Sao em? Dạ tụi em nghe bị giật các cô. Sao em? Bên dạ ý là bên cô nó bị giật các cô, tụi em không nghe được. Chờ cô chút ha. Chờ cô chút, hình như mạng nó có cái vấn đề, để cô phát cái 3G cho nó mạnh hơn.
cái phần ghi âm này giúp cô cái. Các em nghe rõ không? Dạ, mới nghe được cô. Ừ, em tắt giùm cô các cái phần ghi âm đi, em tắt ra đừng có ghi âm này cho thoải mái một chút ha, nói chuyện dễ trao đổi rồi cho nó thoải mái em. Nhiều khi ghi âm này cô phải không được thoải mái lắm, chỉnh chu lại cho các em nữa thì sẽ là dạng kiểu khác. Em nghe rõ không? Em nghe rõ cái phần cô nói không ta? Sao nghe rõ? Ừ, để cô phải cô phát cái 3G, chắc là cái mạng ở trường mình nó bị yếu rồi. À, cô đi tiếp cái phần tủ sấy này thì với cái phương pháp này chúng ta sẽ thấy là có những cái khay chúng ta sẽ cho dược liệu lên hoặc cái vật liệu cần sấy lên, chúng ta trải mỏng thôi, chúng ta đẩy vào những cái tủ sấy lớn như vậy. Và thường thì chúng ta sau những khoảng thời gian xác định cái này là mình phải nghiên cứu và mình chọn cái quy trình cho phù hợp, bao nhiêu phút đó thì mình sẽ đảo cái dược liệu trong đây hoặc cái vật liệu sấy lên đây để chúng ta tăng cái việc mà thông khí thoát khí ha, rồi tăng cái sự xáo trộn không khí. Thường thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng này thì chúng ta sẽ thấy là có cái phần đảo vật liệu và đổi vị trí khắc khay luôn, chúng ta có thể đổi vị trí khắc khay. Và trong cái tủ này nó có cái hệ thống quạt mà phân phối khí nóng giúp cho cái không khí nóng ở trong cái tủ sấy này nó lưu thông ha, và chúng ta tăng cái sự xáo trộn không khí. Và với cái thiết bị như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó đơn giản và có thể áp dụng được với nhiều loại hạt chất. Tuy nhiên rằng với cái phương pháp sấy này, dùng cái tủ sấy thông thường như vậy á, thì thường á, là chúng ta sử dụng cái nhiệt cao như vậy thì nó có cái thời gian nó rất là khó đối với trường hợp mà những cái hoạt chất dễ hư bởi nhiệt độ, và thường thì thời gian sấy kéo dài nữa. Và có cái nữa là khi mà chúng ta dùng cái tủ sấy này mà chúng ta sấy cái cao thuốc đó, thường là thì cao thuốc nó sẽ không có tơi, không có sốt và rất là khó mà nghiền nhỏ ha, để chúng ta chia nhỏ, tại vì cái cao thuốc chúng ta rồi chúng ta cũng sẽ đưa lên dưới dạng như viên nén, viên nang, chúng ta sẽ có cái giai đoạn nghiền nhỏ thì nó khó hơn. Rồi đối với tủ sấy chuyên không thì cũng giống như tủ sấy hồi nãy thôi, nhưng mà vậy là nó có thêm một cái hệ thống ở trong này, nó có một cái ống để thông với một cái máy bơm hút chân không, thì khi đẩy cái tủ này kín lại thì bên trong nó sẽ hút khí ra ngoài để tạo nên cái môi trường áp suất nó giảm ha, chân không như vậy. Thì chúng ta thấy rằng với cái phương pháp như vậy thì chúng ta sẽ sấy được cái vật liệu của mình ở cái nhiệt độ thấp hơn ha. Cái áp suất giảm thì nhiệt độ sôi nó cũng giảm, nó sẽ cái nhiệt độ sấy nó sẽ thấp hơn. Và cái thường là nó như vậy thì sẽ áp dụng đối với những cái hoạt chất là nó dễ bị oxy hóa ha. Và cái sản phẩm sấy trong cái quá trình này nè, chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm khô, nó sốt và dễ nghiền tán thành bột. Thì đó là những cái ưu điểm của cái việc mà sử dụng tủ sấy chân không để sấy vật liệu. Tiếp theo đó là thiết bị sấy tầng sôi, thì cái này chúng ta sử dụng nhiều trong cái việc mà sấy cốm ha, sấy cốm. Ngoài ra thì chúng ta cũng có sấy những cái vật liệu khác nữa.
Thì thiết bị của nó gồm có cái bộ phận cung cấp khí nóng ở đây nè, chúng ta sẽ thấy là cái bộ phận cung cấp khí nóng và vật liệu của mình thì để trong cái khoang này. Thì khi mình đẩy khí lên á, thì là những cái vật liệu của mình, cái hạt nhỏ 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 nó sẽ bị xáo trộn trong cái khu vực này và nhìn giống như là cái vật liệu đang sôi vậy á, cho nên nó tên gọi thiết bị sấy thần sôi ha. Thực sự ra là nó bay tới bay lui như vậy ha, và chúng ta sẽ cảm giác như sôi thì nó gọi là lớp hạt sôi là vậy đó. Ở trên này thì ở trên đây nó có cái hệ thống, ở đây là cái hình thực tế của nó, ở đây là những cái hệ thống gọi là túi lọc. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà bay lên đây thì nếu mà những cái hạt bụi nó sẽ được giữ ở lại ha, và chỉ có khí đi lên ngoài thôi. Thì như vậy thì chúng ta trường hợp mà những cái bụi khí mà nó bám vô đây nhiều quá, coi chừng nó nghẹt nghẹt cái lọc này, thì chúng ta biết rằng là cái lưu ý đối với cái thiết bị này là như vậy. À, với cái cách sấy như vậy thì chúng ta sẽ thấy thấy rằng là những cái hạt của mình á, khi được sấy thì nó sẽ khô rất là nhanh ha. Cái khô rất là nhanh và cái tiếp xúc với nhiệt độ như nhau ha. Thời gian sấy nhanh và sản phẩm ít góc cạnh, dễ trơn chảy, nó quay 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 trong cái buồng á, thì coi như là tính ra nó rất là ít góc cạnh, dễ trơn chảy. À, và có cái nhược điểm mà nãy cô nói là nó sản phẩm bị mài mòn và sinh bụi, như vậy đó là khi mà bột mình dính vào túi lọc thì dễ bị nghẹt ha. Và lưu ý là khi mà chúng ta sấy cái loại dung môn để dễ bay hơi thì rất là nhiều cái nguy cơ cháy nổ, phải lưu ý cái vấn đề này. Và thường thì chúng ta áp dụng để sấy mấy cái bột và cái cốm. Tiếp theo là cái thiết bị sấy ngược dòng, máy sấy băng chuyền. Thì ở đây chúng ta có cái thiết bị cụ thể như vậy, thì chúng ta sẽ thấy là dược liệu hoặc là cái vật liệu, nó là vật liệu chúng ta cần sấy, chúng ta sẽ cho lên đây ha. Và chúng ta có cái băng chuyền, nó sẽ di chuyển theo băng chuyền, di chuyển hướng nào thì vật liệu chúng ta rớt xuống và di chuyển theo. Khi hết cái băng chuyền này, nó tự động nó sẽ rớt xuống băng chuyền dưới, và băng này thì đi ngược lại lên trên đây ha. Và tiếp tục thì rớt xuống thì theo băng chuyền ngược lại đến đây, rớt xuống đến đây. Thì như vậy thì thay vì á, chúng ta sẽ có một cái ống dài đi từ trái sang phải, thì khi chúng ta kết hợp mà làm chính xác kiểu này, chúng ta sẽ tiết kiệm được cái không gian nó gọn gàng hơn và tiết kiệm được cái năng lượng, cái nhiệt lượng của nó. Rồi như vậy thì nguyên lý là chất cần làm khô và không khí nóng theo hai chiều ngược chiều nhau, cái dược liệu và cái nguyên liệu mình sẽ đi theo chiều này ha. Còn là hơi nóng nó sẽ đi theo chiều ngược lại. Như vậy thì đây là một cái quá trình sấy liên tục, chúng ta cho vào liên tục, chúng ta thu được cái sản phẩm sấy liên tục ha. Và quá trình này làm khô di chuyển thì nó sẽ khô từ từ và không tạo cái lớp màng cứng này, cái đó là cái mà chúng ta đã xem từ cái slide trước và sử dụng quy mô công nghiệp được. Tiếp theo đó là sấy dùng bức xạ hồng ngoại. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một cái tủ sấy, chúng ta sẽ thấy là bên trong giống tủ sấy bình thường thôi, nhưng mà nó dùng cái bức xạ hồng ngoại để chúng ta sấy, thì nó sẽ làm nóng hòa toàn cả cái khối ẩm từ trong lòng khối lên ha. Và thiết bị thì dùng cái đèn hồng ngoại và thường để cách xa vật liệu sấy khoảng 30 cm. Nhìn thấy như vậy chúng ta thấy nó sạch sẽ ha. Và chúng ta có thể là một cái tủ sấy cứ mở ra mở vô như vậy thì nó là sấy gián đoạn. Còn nếu mà chúng ta sẽ có một cái ống sấy luôn, có nhiều cái đèn á, ống ống dài á, có nhiều cái đèn, thì cho dược liệu vào một nguyên liệu vào một đầu đi xuyên qua những cái đèn, con đường đi như vậy, những đường hầm á, cái xuyên là qua bên kia, chúng ta sẽ thu được cái vật liệu của mình đã sấy khô thì cũng được ha. Thì đối trường hợp đó là sấy liên tục. Rồi cũng giống như là cái phương pháp sấy chung, chúng ta vẫn phân phối các chất cần làm khô thành lớp mỏng ha. Và nhớ là chúng ta sử dụng bóng đèn hồng ngoại như vậy, cái đèn hồng ngoại như vậy thì chúng ta phải để cách xa ra khoảng 30 cm cho nó chúng ta sấy cho ở cái nhiệt độ chúng ta sẽ phát ra cái bước sóng á, cái đèn nó bước sóng 10.000 12.000 angstrom, thì chúng ta đó là những cái thông số kỹ thuật bình thường ha. Rồi với sấy khô trên ống trụ thì cái này bài trước cô cũng có nói sơ rồi, thì cái hình này chúng ta cũng đã quen rồi. Như vậy thì hai cái ống trụ này nó làm nóng lên và quay ngược chiều nhau ha, và chúng ta sẽ cho cái nguyên liệu của chúng ta cần làm sấy ở đây. Thì thường là chúng ta sẽ dạng dạng cái đã được loại bớt cái dung môi là cho nó có một cái độ sệt nhất định, thì chúng ta sẽ cho di chuyển đây, nó sẽ bám vào cái trụ này và nó trụ này nóng lên thì nó sẽ bay hơi và đi một vòng ở đây, nó sẽ khô. Chúng ta có cái dao gạt để gạt xuống, chúng ta thu sản phẩm. Thì ở đây chúng ta có thể là làm cái nhiều cái bộ phận như vậy nối liền với nhau ha. Thì chúng ta sẽ thấy là lưu ý là sản phẩm sẽ làm khô sau một vòng quay, là một cái hình ảnh chúng ta cũng có ở đây. Rồi
Thường thì dùng để điều chế cao khô và điều chế sữa bột làm bánh. Với cách làm như vậy thì chúng ta thấy nhiệt độ cung cấp ở trong cái hai cái trục này là nó sẽ cao và nó sẽ dễ hư những cái vật liệu sấy của mình, các dịch cao của mình, cao chiết của mình. Nếu trường hợp cao chiết là những chất dễ bị hư bởi nhiệt độ, chúng ta có thể là cho nguyên cái hệ thống này vào trong cái môi trường chân không để chúng ta sấy cái nhiệt độ thấp hơn và chúng ta hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ trên quá cái trình sấy như vậy. Thì chúng ta đưa cái hệ thống này vào cái điều kiện chân không. Tiếp theo đó, kỹ thuật sấy phun sương. Thì đây là cái thiết bị sấy phun sương mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ phun cái vật liệu chúng ta cần sấy hình dạng sương hạt nhỏ. Thì đây là cái đầu phun đây này ha. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta cho dịch chiết vào đây. Thường là chúng ta có thể sấy cả dung dịch lẫn hỗn dịch ha. Chúng ta cho cái dịch chúng ta cần sấy vào đây thì nó phun ra những cái tia rất là nhỏ. Ta gọi là sấy phun sương là vậy, cái kích thước rất là nhỏ. Thì trong cái buồng này là không khí nóng và như vậy thì cái hạt, những cái giọt này nè, nó di chuyển ở trong cái buồng từ trên xuống dưới như vậy thì nó trong quá trình đi nó sẽ được khô dần. Và thiết kế làm sao thì để cho khi mà di chuyển xuống dưới đây này thì là cái hạt, cái giọt đó nó đã khô rồi ha, thành một cái hạt rắn. Và di chuyển qua đây thì đây là bộ phận, là bộ phận tách mẫu, thì chúng ta sẽ theo cái lực ly tâm nó sẽ đi xuống dưới đây thu cái sản phẩm, đó là cái cao khô ví dụ vậy. Ở trên đây là cái hơi nóng nó đi ngược lại. Như vậy thì đối với cái nguyên lý hoạt động như vậy á, thì hơi nước rất là nhanh và bột nó khô ở những cái nhiệt độ rất là thấp mà so với cái nhiệt độ của buồng sấy thường nó sẽ chênh nhau khoảng chừng 40 đến 60 độ chẳng, mình cài như vậy, nhưng mà thực ra cái nhiệt trong mỗi một cái giọt chất lỏng nó sẽ thấp hơn so với cái nhiệt độ buồng sấy. Thì thiết bị gồm có 3 thành phần như trên: hệ thống phân tán phun ở đây, buồng sấy và cái bộ phận tách rời nãy cô cũng có nói rồi. Về sấy phun sương thì chúng ta sẽ biết với cái kỹ thuật sấy nguyên lý như trên thì sản phẩm là những cái dạng bột độc nhất và chúng ta phun ra những cái giọt nó đều nhau như vậy. Và thường thì nó chúng ta sẽ thấy nó nóng như vậy nó sẽ khô hả? Và nó khô như vậy thường chúng ta dùng kỹ thuật này để điều chế nó khô thì nhiệt độ nó cao hả? Và quá trình sấy nó nhanh như vậy chúng ta ra được những cái hạt rất là nhỏ. Thì với những cái diện tích bề mặt lớn như vậy, hạt nó càng nhỏ, diện tích bề mặt càng lớn, thì khi mà ra ngoài môi trường ngoài thì cái bột thu được nên nó sẽ rất là dễ hút ẩm bởi vì diện tích bề mặt nó rất là lớn. Cái hai nữa là cái độ ẩm trong những cái hạt này nó thấp hơn cái độ ẩm bên ngoài môi trường. Vì vậy là khi mà chúng ta để ngoài môi trường nó sẽ có cái xu hướng là cân bằng độ ẩm, và như vậy nó sẽ dễ hút ẩm vào bên trong những cái hạt này. Và những cái hạt này chúng ta sẽ thu được đó là những cái hạt nhỏ, như vậy thì đương nhiên tỷ trọng nó sẽ nhẹ. Thì đó là những cái đặc điểm của những cái sản phẩm thu được từ quá trình sấy phun sương. Có một cái nữa là cái mùi, cái vị độ tan thì thực ra nó là đi theo cái nguyên lý thôi. Chúng ta sấy trong một cái thời gian rất là ngắn, đơn vị của nó giây thôi, thì chúng ta sẽ thấy thường các sản phẩm này nè, nó có cái mùi vị, nó còn giữ được mùi vị. Và với những cái hạt nó nhỏ vậy thì chúng ta sẽ hòa tan được trong cái môi trường lỏng rất là nhanh ha. Và thường thì ứng dụng kỹ thuật này để điều chế cao khô ha, là điều chế các sản phẩm vô trùng, thậm chí là chúng ta trong thời gian gần đây chúng ta sẽ thấy là kỹ thuật này được ứng dụng để làm nên các tá dược mà có tính chất đặc biệt, thường là cái tá dược mà nó có cái độ lăn chảy tốt á, viên nén dập thẳng á. Bởi vì ở đây chúng ta thấy là phun ra những cái giọt như vậy có những hạt hướng đến hình cầu, như vậy thì dự kiến nó khả năng chảy tốt hơn. Và bột thì có cái mùi thơm ổn định và có dễ hòa tan, thường thì ưu tiên cho cái những cái sản phẩm mà hướng đến cái dược, chẳng hạn như hòa tan, trà hòa tan, cà phê tan vân vân. Thì đó là cái kỹ thuật sấy phun sương. Và cuối cùng đó là kỹ thuật đông khô. Thì với kỹ thuật này chúng ta nhớ rằng là cái ẩm ở trong dược liệu đó thì nó sẽ trải qua cái quá trình thăng hoa, tức là đi từ dạng rắn, tức là vật liệu của mình nó khi sấy ở dạng là nước đá được đông thành nước đá rồi, và nó trải qua quá trình thăng hoa là chuyển từ nước đá thẳng lên nó dạng khí luôn, dạng dạng hơi luôn. Như vậy thì để làm được cái chuyện này chúng ta cần có một cái môi trường cái áp suất thấp, và chúng ta biết là không có qua dạng lỏng, bởi vì quá trình này là quá trình thăng hoa không có qua dạng lỏng ha, và cần có cái áp suất thấp. Thì đây là cái sơ đồ về cái thiết bị của mình. Thì chúng ta có hai cái khoang chính,
Cái khoang đầu tiên là khoang A, ở đây chúng ta để các vật liệu chúng ta cần sấy ở đây, thì chúng ta gọi là bộ phận bốc hơi á. Và B này là cái khoang này, khoang ngưng tụ, bộ phận ngưng tụ. Và tiếp theo là chúng ta có một cái là ở đây là cái bơm chân không, bơm chân không. Thì cái khoang A với khoang B nó nối thông với nhau, nó có cái đường ống lớn như vậy nối thông với nhau. Và ở đây là nối luôn với một cái bơm hút chân không như vậy để cho cái quá trình hút ẩm từ A sang B đi ra ngoài nó nhanh hơn, là hỗ trợ cái quá trình làm thăng hoa nước đá này nó sẽ nhanh hơn. Thì khi mà mình thiết chạy máy thì ở đây chúng ta xác định là chúng ta sẽ xét cái nhiệt độ ở B là nó sẽ thấp hơn nhiệt độ ở A. Như vậy thì nhiệt độ này thấp hơn thì chúng ta sẽ thấy là áp suất hơi cái này nó sẽ thấp hơn. Như vậy theo nguyên lý của mình đó, là nó áp suất nó sẽ đi từ cái hướng từ cái chỗ cao xuống chỗ thấp. Như vậy thì cái nước đá ở đây nó sẽ thăng hoa, nó đi từ cái bình A sang bình B và chúng ta sẽ thu được nước đá ở đây. Và khi mà loại gần hết nước, có phần 995% nước rồi, còn phần nhỏ nước này chúng ta để loại hoàn toàn, chúng ta sẽ đẩy cái nhiệt độ lên để hoàn tất cái sự tan thôi. Thì đó là cái nguyên lý của các kỹ thuật đông khô. Thì với cái nguyên lý như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái cấu trúc của sản phẩm không có bị thay đổi và sản phẩm dễ hòa tan trở lại. Và thường đối với cái phương pháp này chúng ta sẽ phải tốn cái chi phí nhiều hơn. Chúng ta thường thì ưu tiên cho những cái chế phẩm mà dễ hư bởi nhiệt á, thì chúng ta mới dùng cái phương pháp này, ví dụ như là nội tiết tố nè, cái huyết tương khô, vitamin kháng sinh vân vân, thì chúng ta mới dùng cái phương pháp này bởi vì chi phí nó cao và quá trình này thường là kéo dài ha. Và cuối cùng đó là cái phương pháp mà chúng ta dùng hóa chất, thì chúng ta cũng đã quen thuộc phương pháp này rồi, cho những cái chất hút ẩm vào trong cái bình hút ẩm thì chúng ta kéo cái ẩm tới ra khỏi cái nguyên liệu của mình. Thì đó là cái phần các kỹ thuật mà chúng ta áp dụng trong cái việc mà bào chế các dạng thuốc bằng phương pháp hòa tan chiết xuất. Thì các em có cái câu hỏi gì về phần này không? Các bạn nào có câu hỏi về phần này hoặc là trong suốt cái phần lý thuyết của bài hòa tan chiết xuất luôn cái chương này, các em có câu hỏi gì thì các em đi trao đổi ha. Là bữa nay thì cái đến 2 giờ là coi như mình kết thúc cái phần là các dạng thuốc và chế sử dụng cái kỹ thuật hòa tan chiết xuất ở đây ha. Có câu hỏi gì không? Hà Thị Lê Vi nè, có câu hỏi gì không Vi? Dạ em bắt cô lại. Cô nghe em nói không? À, cô nghe đây. À, dạ em không có câu hỏi gì cả. À, không có câu hỏi gì ha. Các em có câu hỏi gì nữa không? À, nếu như không có câu hỏi mà cần trao đổi gì thêm thì có thể là gửi email hoặc là gặp ở đâu thì hỏi ha. Nếu không có câu hỏi thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây và cái chương này là chúng ta kết thúc ở đây ha. Rồi sau cái này thì chúng ta có cái phần học tiếp với thầy nghiệm đúng không? Đúng không em? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi thầy nghiệm thì đúng giờ các em cứ